Ngày 20 tháng 9, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Lê Thị Kiểu, 43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, về hành vi hành hạ người khác. Qua làm việc với cơ quan công an, bước đầu Kiểu khai nhận 5 lần hành hạ cháu V, 16 tuổi, trong đó có những lần dùng roi tre, đánh và bắt V ăn ớt, ăn cá sống, ăn thằng lằn sống. Trước đó bà Tê ngoại của cháu V nợ người khác hơn 40 triệu đồng và bà Kiểu có đứng ra nhận nợ thay cho bà Tê. Kiểu nói với bà Tê cho cháu V đến làm thuê cho Kiểu để trừ nợ. Trong quá trình ở làm thuê, cháu V đã làm không đúng ý của Kiểu nên bị Kiểu dùng tay, roi trúc và mút thức ăn đánh nhiều lần vào người V. Sợ tiếp tục bị đánh nên V trốn đi và định tìm đường về nhà mẹ ruột tại tỉnh hậu giang. Trên đường bỏ trốn về gặp người hàng xóm của bà Kiểu. Thấy về có nhiều vết thương trên người, nên người này đã đến công an thị trấn Sông Đốc trình báo vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời đang chờ kết quả giám định thương tích của cháu về và sẽ có hướng xử lý tiếp theo.